Chào mừng các bạn đến với video. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất của Việt Nam, Từ Thức gặp tiên. Câu chuyện kể về chàng trai Từ Thức, người đã vượt qua mọi thử thách để gặp được tiên nữ và sống trong thế giới thần tiên huyền bí. Hãy cùng chúng tôi bước vào hành trình đầy kỳ diệu này và khám phá những bài học sâu sắc về tình yêu, lòng trung thực và sự vô thường của cuộc sống. Hãy nhấn nút like và subscribe để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác nhé. Hang động Từ Thức, một tuyệt tác thiên nhiên và văn hóa. Hang động Từ Thức nằm ở xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn của Việt Nam. Nơi đây không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn đậm chất lịch sử, văn hóa và tâm linh. Hang động này gắn liền với truyền thuyết Từ Thức gặp tiên, một câu chuyện cổ tích mà bất cứ ai từng nghe qua cũng đều không khỏi thán phục sự kỳ diệu và huyền bí của nó. Du khách sẽ bị mê hoặc bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Hang động nằm trong một dãy núi đá vôi hùng vĩ, với những khối đá nhọn nhô lên cao, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đầy sống động và kỳ vĩ. Những nhũ đá và mang đá trong hang động lấp lánh dưới ánh đèn, tạo ra những hình thù kỳ lạ và đẹp mắt. Mỗi khối đá, mỗi giọt nước nhỏ giọt từ trên trần hang xuống đều mang một vẻ đẹp riêng, tạo nên một không gian huyền ảo và mê hoặc. Một chàng trai xuất thân từ gia đình bình thường, nổi tiếng bởi lòng nhân ái và tinh thần quả cảm. Câu chuyện về cuộc đời của Từ Thức bắt đầu khi anh rời xa quê hương, đi ngao du thiên hạ để tìm kiếm sự yên bình và niềm vui cho tâm hồn. Trong một lần tình cờ, anh bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang bị mắc kẹt trong hang đá. Không ngần ngại, Từ Thức đã dùng hết sức mình để cứu giúp cô gái, không ngờ rằng cô gái ấy chính là một tiên nữ từ tiên cảnh xuống trần. Thank you.
Từ Thức không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên mà còn là một di sản văn hóa quý báu của người dân Việt Nam. Hang động này gắn liền với truyền thuyết Từ Thức gặp tiên, một câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Theo truyền thuyết, Từ Thức là một chàng trai tài hoa, vì cứu một cô gái tiên bị kẹt trong hang mà được dẫn vào tiên cảnh và có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, sau đó anh trở về nhân gian và nhận ra rằng thời gian đã trôi qua rất lâu, mọi thứ đã thay đổi. Câu chuyện này không chỉ mang ý nghĩa về tình yêu và lòng trung thực mà còn là một bài học về sự tạm bợ và vô thường của cuộc sống. Sau khi cứu được cô tiên, Từ Thức được dẫn dắt vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới huyền ảo, đẹp đẽ ngoài sức tưởng tượng của con người. Tại đây, Từ Thức sống trong sự bao bọc của tiên nữ và thiên nhiên tuyệt mỹ, không còn phải lo lắng về những bon chen, khổ cực của cuộc sống nhân gian. Thời gian trôi qua, Từ Thức cảm nhận được hạnh phúc thực sự giữa chốn tiên cảnh, nơi mà tình yêu và sự thanh thản luôn ngự trị. Tuy nhiên, anh vẫn luôn nhớ về quê hương và những kỷ niệm với gia đình và bạn bè. Tại tiên cảnh, Từ Thức sống những tháng ngày yên bình, hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Anh tận hưởng một cuộc sống không còn lo toan, không còn sự khổ đau và bất công. Thế nhưng, giữa chốn thần tiên, Từ Thức vẫn luôn nhớ về nhân gian, về quê hương và những kỷ niệm thời thơ ấu. Tình yêu và lòng nhớ quê hương đã khiến Từ Thức quyết định trở về, dù biết rằng thời gian đã trôi qua rất lâu. Khi trở lại nhân gian, Từ Thức nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Những người anh từng quen biết đều đã không còn và quê hương giờ đây chỉ là một nơi xa lạ. Dù trở lại trong cô đơn và buồn bã, nhưng Từ Thức không hối tiếc về quyết định của mình. Anh đã sống một cuộc đời đầy ý nghĩa với tình yêu chân thành và lòng dũng cảm không đổi thay. Thank you.
của Từ Thức là một biểu tượng của tình yêu, sự hy sinh và lòng nhân ái. Chuyện Từ Thức gặp tiên không chỉ là một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ mà còn là một bài học về giá trị của tình người và sự vĩnh cửu của lòng nhân hậu. Qua câu chuyện này, người ta nhận ra rằng tình yêu và lòng tốt luôn mang lại những phần thưởng xứng đáng, dù cho đó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc đời. Sự phát triển của ngành du lịch, việc bảo tồn và phát triển hang động Từ Thức là một nhiệm vụ quan trọng. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã và đang nỗ lực bảo vệ và duy trì cảnh quan thiên nhiên, đồng thời phát triển các dịch vụ du lịch bền vững, nhằm đảm bảo rằng hang động này sẽ mãi là một điểm đến hấp dẫn và quý giá cho thế hệ mai sau. Các biện pháp bảo vệ môi trường, quản lý khách du lịch và giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của di sản này đang được triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả. Một điểm đến du lịch không thể bỏ qua đối với bất cứ ai yêu thích vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí và đầy cảm xúc của thiên nhiên. Với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc, cùng những trải nghiệm tâm linh độc đáo, hang động này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi du khách. Việc bảo tồn và phát triển hang động Từ Thức không chỉ là trách nhiệm của chính quyền và cộng đồng địa phương mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam để giữ gìn và truyền lại cho thế hệ mai sau một di sản vô giá của Tổ quốc.
Vạn Tư Thức không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là biểu tượng của tình yêu thiên nhiên, lòng tự hào dân tộc và sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên. Hãy đến và khám phá hang động Tư Thức để cảm nhận vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên và lắng nghe những câu chuyện huyền bí từ thời xa xưa. Đã cùng nhau trải qua câu chuyện kỳ diệu của Tư Thức gặp tiên. Cuộc đời của Tư Thức không chỉ là một câu chuyện cổ tích mà còn là một bài học quý giá về tình yêu và lòng nhân ái. Hy vọng rằng qua video này, các bạn đã có những phút giây thư giãn và những suy ngẫm sâu sắc về cuộc sống. Nếu bạn yêu thích câu chuyện này, hãy chia sẻ video và để lại bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn like và subscribe để đón xem nhiều video thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.